Bạch sư cho con hỏi, cái gì dẫn đi tái sanh? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Đó là sư vừa trích dẫn ở trong kinh luôn. Có những khi ở có những người mà hỏi Đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn, cái gì dẫn đi tái sanh, thì Thế Tôn chỉ nói đơn giản vô minh duyên hành, và thế là ngài nói hết 12 nhân duyên.